bạn thân mến, những bản tin thể thao bóng đá quốc tế mới nhất và hấp dẫn nhất sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục và gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin hàng ngày. Chính vì vậy, các bạn đừng quên bấm nút đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất. Và sau đây là những nội dung chính. MU chính thức chi 100 triệu bảng mua Harry Kane. Garnacho chiếm suất đá chính cho MU vào mùa giải năm sau. MU chính thức chi 100 triệu bảng mua Harry Kane. Man United đang đứng trước thời cơ không thể tốt hơn để chiêu mộ Harry Kane, người vừa lập cú đúp trong chiến thắng 7-0 của đội tuyển Anh trước Bắc Macedonia ở vòng loại Euro 2024. Harry Kane lại ghi bàn. Điều đó diễn ra ngay trên sân vận động Old Trafford. Chứng kiến mũi nhọn người Anh lập cú đúp vào lưới của Bắc Macedonia ở vòng loại Euro 2024, người hâm mộ Man United chỉ biết ao ước. Số phận thật biết cách là sắp đặt. Giữa những lúc tin đồn liên quan đến Man United và Harry Kane bùng nổ, thì tiền đạo người Anh lại tỏa sáng trong chiến thắng 7-0 của đội tuyển Anh trước Bắc Macedonia. Đáng nói, trận đấu diễn ra ngay trên sân Old Trafford, mái nhà của Man United. Thời cơ tốt nhất với Man United để chiêu mộ Harry Kane. Harry Kane tỏa sáng ngay ở nhà hát của những giấc mơ. Trước đó, Marco Rashford và Luke Shaw cùng nhau phối hợp trước khi chuyền bóng cho đồng đội lập công. Ngay cả khi bàn thắng của Harry Kane được ghi vào lưới Bắc Macedonia là trong màu áo đội tuyển Anh ở vòng loại Euro 2024, thì vẫn có cái nhìn thoáng qua về tương lai của Man United với mũi nhọn 29 tuổi trên hàng công ở mùa giải tới. Harry Kane ở khu vực khán đài Stratford End là những gì mà người hâm mộ Man United ao ước. Hồi tháng 2, khi Man United gặp Tottenham, cổ động viên Quỷ Đỏ cũng ngân nga câu hát Harry Kane, chúng tôi sẽ gặp lại anh vào tháng 6, để ám chỉ sự quan tâm của đội bóng với thủ quân Tam Sư. Và lúc này, Man United có cơ hội không thể tốt hơn để chiêu mộ Harry Kane. Real Madrid, đối thủ cạnh tranh với Quỷ Đỏ trong thương vụ này, gần như kết thúc sớm cuộc mua sắm ở kỳ chuyển nhượng hè năm 2023. Khả năng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chi thêm 115 triệu euro để chiêu mộ Harry Kane là rất thấp, sau khi đã tốn 103 triệu euro để mua Jude Bellingham từ Dortmund. Man City cũng không muốn có Harry Kane vì đã sở hữu Erling Haaland. Hai năm trước, The Citizen tiến gần đến việc chiêu mộ tiền đạo người Anh. Thế nhưng phi vụ này đã bất thành. Harry Kane khi ấy được cho là cũng nổi loạn để có thể ra đi. Ngoài Man United, PSG và Bayern Munich cũng bày tỏ sự quan tâm đến Harry Kane. Song hai gã khổng lồ của Pháp và Đức chưa có bất cứ động thái rõ ràng báo chi vì chân sút sinh năm 1993. Gần đây, Luke Shaw đã tận dụng cơ hội việc đội tuyển Anh tập luyện ở trung tâm Carrington để lôi kéo Harry Kane và Declan Rice gia nhập Quỷ Đỏ. Luke Shaw đã đưa hai người đồng đội đi tham quan các cơ sở của Man United. Một hành động nhỏ nhưng có thể quyết định thành bại cho một phi vụ lớn. Man United không giấu khao khát sở hữu Harry Kane, người được cho là sẵn sàng với thử thách mới. Thế nhưng, mong muốn không phải là thứ quyền lực quyết định mọi thứ. Vấn đề nằm ở Tottenham. Liệu rằng họ sẽ chấp nhận bán mũi nhọn này trong mùa hè năm 2023? Hơn nữa, Harry Kane không thể ngồi yên. Đã tới lúc anh phải thúc đẩy ban lãnh đạo của Tottenham giống như những gì đã từng cố gắng làm cách đây 2 năm. So với năm 2021, Harry Kane đang ở vị thế rất khác để có thể rời đi. Anh đang bước vào năm cuối của hợp đồng. Điều này đồng nghĩa Tottenham Hotspur sẽ chỉ thu về được khoản phí chuyển nhượng nếu bán cầu thủ ngay trong mùa hè này. Bằng không, họ sẽ mất trắng vào mùa tới. Với tính cách của chủ tịch Daniel Levy, một người được truyền thông miêu tả là rất khôn ngoan và thực dụng trên thị trường chuyển nhượng, ông chắc chắn không muốn để mất quân bài giá trị nhất mà lại chẳng thu về một đồng nào. Ngay cả khi chủ tịch Levy mạnh mẽ tuyên bố từ chối bán Harry Kane cho những đối thủ ở trong nước, thực tế lại cho thấy không nhiều tên tuổi ngoài xứ sở sương mù sẵn sàng bạo chi cho tay săn bàn sinh năm 1993. Đã tới lúc Man United phải quyết liệt, sớm có những nước đi dứt khoát trong thương vụ chiêu mộ Harry Kane. Có mũi nhọn người Anh trong đội hình, đội bóng như được bổ sung thêm số 10 hoàn hảo cũng như một trong những số 9 hay nhất. Cách nói này để chỉ sự toàn diện trong phong cách thi đấu của thủ quân Tam Sư. Người đá ở đâu cũng được trên hàng công, từ trung phong cắm, tiền đạo lùi hay người tổ chức lối chơi. 100 triệu bảng cho Harry Kane không phải là con số quá đắt. Hai năm trước, Man United chìm trong hỗn loạn, một câu lạc bộ mất phương hướng. Điều này khiến họ đánh mất vị thế mỗi khi bước vào cuộc đua tranh chuyển nhượng với những đối thủ khác. Giờ đây, tất cả thay đổi. Mùa tới, Man United sẽ trở lại đấu trường Champions League. Quan trọng hơn, họ rất cần tiền đạo cắm. Nếu tới Man United, Harry Kane chắc chắn lấy suất đá chính. Anh cũng không lo bỡ ngỡ với môi trường mới. Rashford, Luke Shaw sẽ thay phiên nhau hỗ trợ cho đồng đội, giống với cách họ cùng nhau tạo ra bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Anh trước Bắc Macedonia ở vòng loại Euro 2024. Tại Old Trafford, Harry Kane cũng gặp lại Christian Eriksen, đồng đội cũ một thời. Gần đây, huấn luyện viên Gareth Southgate của đội tuyển Anh khuyên Harry Kane noi gương Teddy Sheringham, người chuyển từ Tottenham sang Man United lúc 31 tuổi. Ở Tottenham Hotspur, Sheringham chơi tốt, thường xuyên ghi bàn nhưng lại không có danh hiệu nào. Gió đổi chiều khi Sheringham cập bến Old Trafford, anh có 3 chiếc vô địch Premier League, 1 cúp FA, 1 Champions League trong 4 mùa giải khoác áo Quỷ Đỏ thành Manchester.
Man United bắt buộc phải sớm hành động ngay trong mùa hè này vì Harry Kane. Nếu chờ tới năm sau, thời điểm tiền đạo người Anh trở thành cầu thủ tự do, Quỷ Đỏ sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ những đối thủ khác. Harry Kane không còn trẻ. Tháng tới, anh sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30. Song, tuổi tác với mũi nhọn người Anh chỉ tồn tại trên giấy tờ. Qua cách Harry Kane chăm sóc bản thân, giới chuyên môn tin rằng tiền đạo này có thể thi đấu tới năm 40 tuổi. Mùa này, ở cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, Harry Kane ghi 41 bàn, ngang bằng với thành tích ở mùa giải 2017-2018. Suốt một thập niên vừa qua, chưa khi nào tài năng của Harry Kane bị nghi ngờ. Từ mùa giải 2014-2015, chân sút người Anh đều có 24 bàn trở lên ở mọi mặt trận tại câu lạc bộ. Chi 100 triệu bàn cho chân sút với số liệu thống kê ấn tượng như vậy thực sự là xứng đáng. Thậm chí đó là con số khá hời cho bên mua. Harry Kane quen với môi trường bóng đá Anh, lối chơi lại phù hợp với bóng đá hiện đại khi đảm nhận được nhiều vai trò. Man United được xem là bến đỗ hoàn hảo với Harry Kane. Phần còn lại tùy vào động thái chuyển nhượng từ Quỷ Đỏ. Tiếp đó là Kane. Trong thành phần ra sân của đội tuyển Anh gặp Bắc Macedonia, chỉ Harry Kane là tên tuổi lớn duy nhất không có danh hiệu trong sự nghiệp. Liệu rằng mũi nhọn tam sư sẽ hài lòng với điều đó trong thời gian tới? Garnacho chiếm suất đá chính cho MU vào mùa giải năm sau. Alexandro Garnacho là phát hiện lớn nhất của Manchester United mùa giải 2022-2023. Kế hoạch của huấn luyện viên Erik ten Hag mùa giải tới chắc chắn có chỗ cho sao trẻ người Argentina. Garnacho gia nhập học viện MU từ đội trẻ Atlético Madrid vào cuối năm 2020 với giá 420.000 bảng. Mùa giải 2021-2022, khi mới 17 tuổi, anh được bình chọn là cầu thủ hay nhất năm của đội U21 Quỷ Đỏ. Garnacho sau đó có mùa giải trọn vẹn đầu tiên 2022-2023 trong màu áo đội 1, đóng góp 5 bàn thắng và 5 kiến tạo sau 34 lần ra sân trên mọi đấu trường. Dưới bàn tay của huấn luyện viên Erik ten Hag, Garnacho khẳng định tài năng và có những bước tiến lớn. Chiến lược gia người Hà Lan thường cho chân chạy cánh 18 tuổi vào sân từ băng ghế dự bị, tận dụng tốc độ và sự đột biến của cầu thủ này ở những phút cuối trận. Chiến thuật đó phát huy tác dụng ở mùa giải vừa qua. Còn Garnacho ngày càng tiến bộ. Trong bối cảnh đó, Ten Hag có nên cân nhắc để sao trẻ người Argentina đá chính mùa sau. Sự tự tin ở tuổi 18. Mặc dù ra sân tổng cộng 34 lần trong mùa giải 2022-2023, Garnacho chỉ thi đấu trung bình khoảng 35 phút mỗi trận. Phần lớn trong số đó nằm ở khoảng thời gian nửa cuối hiệp 2. Vì sao Ten Hag muốn sử dụng tiền đạo người Argentina theo cách này? Theo ông ta, nguyên nhân nằm ở lối đá đầy tham vọng của cầu thủ sinh năm 2004. Khi có bóng bên phía hành lang trái sở trường, Garnacho luôn có đủ tự tin để cầm bóng đột phá và tìm cách vượt qua hậu vệ đối phương. Khi có khoảng trống ở các vị trí thuận lợi, chân sút 18 tuổi có đủ sự quyết đoán để tự mình dứt điểm. Mặc dù tỷ lệ thành công của những tình huống 1 đối 1 hay những cú sút của Garnacho là chưa cao, tinh thần dám tạo đột biến luôn ở đó. Tại Europa League mùa giải vừa qua, tiền đạo cánh người Argentina thực hiện tổng cộng 50 tình huống dứt bóng, được tính khi cầu thủ dẫn bóng từ 5m trở lên sau 6 lần ra sân. Tất cả pha xử lý trên đều diễn ra ở bên cánh trái và phần lớn đều hướng đến vùng cấm hoặc khu vực 1/3 cuối sân phần sân đối phương. Cũng tại Europa League mùa giải vừa qua, Garnacho thực hiện 14 nỗ lực qua người, trong đó có 5 lần thành công và 9 lần mất bóng, tỷ lệ thành công đạt khoảng 35%. Những lần qua người thành công của chân sút 18 tuổi chủ yếu diễn ra ở khu vực vùng cấm đối phương. Điều này cho thấy cầu thủ chạy cánh của MU đủ tự tin để thực hiện những pha độc diễn trên mặt trận tấn công. Athletic bình luận về phong cách thi đấu của Garnacho như sau: bất kể đối mặt với hậu vệ nào, khi có bóng trong chân, cầu ấy không ngại chạy tới và tìm mọi cách để đột phá. Mặc dù nhiều lần không thành công, tiền đạo người Argentina vẫn có khả năng khiến hàng thủ của đối phương hỗn loạn bằng sự mạnh dạn của bản thân. Nói về sự hỗn loạn mà Garnacho gây ra, không ví dụ nào tốt hơn là bàn thắng thứ 2 của MU trong chiến thắng 2-1 trước Barcelona tại trận playoff lượt về Europa League mùa giải vừa qua. Phút 73, khi tỷ số trận đấu đang là 1-1, chân sút 18 tuổi sau khi vào sân thay người có khoảng trống trong vòng cấm của Barcelona và quyết đoán tung ra cú dứt điểm một chạm dù có nhiều không gian và thời gian. Trái bóng từ cú sút của Garnacho bị hậu vệ đội bạn cản lại, văng đến vị trí của Fred ngay trước vùng cấm. Cú đá của Fred tiếp tục bị chặn lại bởi các cầu thủ Barcelona trước khi Anthony giúp các đồng đội đưa bóng vào lưới ở tình huống sau đó. Từ tình huống dứt điểm hơi vội của Garnacho, hàng thủ của Barcelona trở nên lộn xộn, dẫn đến bàn thắng đưa MU vào vòng 16 đội Europa League. Pha xử lý trên không phải là lần duy nhất Garnacho tạo ra sự khác biệt khi vào sân từ băng ghế dự bị trong mùa giải 2022-2023. Tại vòng 16 Premier League, ngôi sao người Argentina ghi bàn ở phút 90+3 sau khi được thay người ở phút 70 để giúp MU thắng Fulham 2-1. Tại vòng 20 giải đấu này, Garnacho kiến tạo cho Marcus Rashford cũng trong hoàn cảnh tương tự để ấn định thắng lợi 2-1 trước Manchester City. Chưa hết, ở vòng 23, cầu thủ 18 tuổi lập công khi xuất phát từ băng ghế dự bị để giúp Quỷ Đỏ đánh bại Leeds United 2-0. Đến vòng 36, khi vừa trở lại sau 2 tháng ngồi ngoài vì chấn thương, Garnacho vào sân ở phút 81 và đã làm tung lưới Wolverhampton ở phút 90+4. Sau bàn thắng cuối cùng trong mùa giải vừa qua vào lưới của Wolver, Garnacho tự tin cởi áo ăn mừng trước các cổ động viên trên sân Old Trafford.
dành tặng pha lập công cho đứa con sắp chào đời. Không nhiều cầu thủ sinh năm 2004 đủ sự tự tin để làm điều đó. Mùa giải 2022-2023 chứng kiến Garnacho bước ra ánh sáng với vị thế ngày càng vững chắc tại MU. Sút đá chính cho Garnacho. Điểm mạnh của Garnacho là sự sẵn sàng đối mặt và tìm cách đánh bại hậu vệ đối phương. Song, những phân tích chỉ ra nỗ lực của tiền đạo người Argentina không phải lúc nào cũng thành công. Do đó, để Garnacho hành hạ các hậu vệ đối phương và tạo đột biến hiệu quả hơn, huấn luyện viên Ten Hag để anh trên băng ghế dự bị sử dụng Anthony, Marco Rashford hay Jadon Sancho để bào mòn thể lực của đối phương trước. Đến những phút cuối trận, tài năng 18 tuổi được tung vào sân với lợi thế về mặt thể lực dễ phát huy điểm mạnh của bản thân. Việc Garnacho nhiều lần giải cứu MU sau khi vào sân từ băng ghế dự bị mùa giải vừa qua chứng minh Ten Hag chính xác. Chiến lược gia người Hà Lan biến học trò người Argentina trở thành phương án B lợi hại và không việc gì ông phải thay đổi điều đó vào mùa giải tới. Một nguyên nhân khác khiến Garnacho khó có một suất đá chính tại MU mùa giải tới là có nhiều cầu thủ khác chiếm vai trò tiền đạo cánh trái. Khi lành lặn, Rashford, cầu thủ hay nhất mùa giải 2022-2023 của Quỷ Đỏ, nghiễm nhiên có suất đá chính ở vị trí này. Trong khi đó, dù thường xuyên bị chỉ trích, Jadon Sancho có khả năng kết nối lối chơi chung tốt hơn Garnacho, thường vào sân trước rồi sẽ vào thay người đàn em. Cạnh tranh với Rashford là điều khó khăn, nên Jadon Sancho là người mà ngôi sao sinh năm 2004 có khả năng vượt qua cao hơn. Cựu sao Dortmund là mẫu tiền đạo cánh không mạnh mẽ về mặt tốc độ và khả năng qua người mà giỏi liên kết về lối chơi và tạo cơ hội hơn đối lập với Garnacho. Huấn luyện viên Ten Hag nhiều lần tận dụng sự trái ngược của hai cầu thủ này, cho Sancho đá trước, sau đó bằng Garnacho để tạo ra sự khác biệt. Mùa 2022-2023, Sancho có thời gian ra sân trên mọi đấu trường nhiều gấp đôi người đàn em 18 tuổi, khoảng 2.400 phút so với 1.200 phút. Tuy nhiên, tổng số lần đóng góp vào bàn thắng của hai cầu thủ này là bằng nhau. Đầu mùa giải tới, để đá chính thường xuyên hơn, Garnacho phải tận dụng tốt hơn nữa những lần được huấn luyện viên Ten Hag tung vào sân từ băng ghế dự bị. Nếu đóng góp cho MU nhiều hơn mùa giải vừa qua, chắc chắn cầu thủ người Argentina sẽ thu hút sự chú ý của thị trường người Hà Lan. Lúc đó, không chỉ có thể vượt qua Jadon Sancho, Garnacho còn có thể khiến huấn luyện viên Ten Hag thay đổi chiến thuật với Marco Rashford nhằm tạo thêm thời gian ra sân cho bản thân ở giai đoạn sau của mùa giải 2023-2024.